Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe bằng những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, sau mồng tơi còn có các tên là mồng tơi, tầm tơi, tên Hán là lạc quỳ, trung quỳ, yên chi thái, đằng thái. Theo Đông y, mồng tơi có vị chua ngọt, không độc, tính lạnh, có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, hòa tràng, vân vân. Dùng mồng tơi trị táo bón, đái dắt, kết lị, làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Nhưng ngoài các tác dụng trên thì mồng tơi cũng được dân gian và khoa học chứng minh rằng nó có thể hỗ trợ điều trị được bệnh tiểu đường tại nhà rất tốt. Chính vì vậy nên ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho các bạn cách chữa và điều trị tại nhà bệnh tiểu đường bằng rau mồng tơi. Vậy cách làm và áp dụng như thế nào thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là rau mồng tơi tầm 30g, muối trắng, 500ml nước lọc. Giờ các bạn rửa sạch rau mồng tơi đi nhé. Dùng một cái bát có sẵn một chút nước lọc và cho vào một muỗng cà phê muối trắng. Sau khi muối hòa tan vào trong nước thì các bạn cho rau mồng tơi vào. Chúng ta sẽ ngâm như thế này tầm 5 phút. Như vậy mình đã ngâm được 5 phút, giờ mình vớt ra. Bây giờ thì các bạn thái nhỏ ra nhé. Dùng một cái cối giã và cho rau mồng tơi vào giã nát. Như vậy mình đã giã xong. Giờ các bạn cho 500ml nước lọc vào nhé và khuấy đều. Dùng một cái bếp và một cái nồi. Sau đó các bạn đổ vào. Đậy vung lại bật bếp lên. Chúng ta sẽ đun sôi nhỏ lửa tầm 10 phút. Như
Như vậy mình đã đun xong, giờ mình tắt bếp mở vung đợi cho nguội. Dùng một cái bát và một chiếc lọc. Sau đó các bạn đổ ra lọc lấy mình phần nước. Với phần nước như này thì các bạn cho vào 1/2 muỗng cà phê và khuấy đều. Như vậy là chúng ta đã xong và đây là bát nước mồng tơi dùng để điều trị tiểu đường của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Lưu ý rằng với cách này thì nó sẽ giúp thanh nhiệt cơ thể và trị tiểu đường một cách từ từ đó nhé. Và cách sử dụng như sau. Với bát nước này thì các bạn sẽ chia nhỏ ra uống nhiều lần trong ngày. Các bạn hãy nhớ uống trước bữa ăn tầm 30 phút. Để có hiệu quả cao thì chúng ta sẽ áp dụng thường xuyên các bạn nhé. Một liệu trình áp dụng là 7 ngày, sau đó nghỉ tầm 3 ngày đến 4 ngày rồi các bạn có thể áp dụng tiếp tục. Các bạn nên làm mới để sử dụng, các bạn không nên làm nhiều để dự trữ dùng dần đâu nhé. Giờ mình xin được kết thúc video tại đây, mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.